Em thấy là em có bình thường không hay là hay quên hay nhớ? Dạ ha, thì em đang có mặt ở thành phố Đà Lạt ha, thì cũng tình cờ đi ăn đây, gặp em này là đang bán đậu phộng ha, thì để mình hỏi coi em nó bán một ngày được bao nhiêu đậu phộng ha. Ồ, chào em trai, đậu phộng gì là bán bịch nhiêu vậy? 20 ngàn. Ờ, cho anh gắn mít nữa ha. Rồi vậy là em một ngày á, một ngày là em bán được bao nhiêu bịch? 20 bịch. Ờ, 20 bịch. 20 bịch là được 400 ngàn. À, 400 thì em anh hỏi tới nhị chút rồi lợi như. Nói lớn lợi. Hoa sĩ à. Lợi được 200 ngàn ha. Rồi quê em ở đâu? Quê ở ngoài Cà Mau rồi. Quê ngoài Cà Mau nữa hả? Ờ, quê ngoài Cà Mau rồi vô đây em ở đâu? Muốn phòng nhà trọ ở. Muốn nhà trọ ở đâu? Rồi Đức Trọng rồi. Ờ, muốn nhà trọ Đức Trọng. Rồi em á là anh em đông không? Hả? Hay là có mình? Có mình hả? Rồi ba má còn đủ không? Còn. Vậy? Còn. Còn hả? Rồi ba má làm gì? Con mẹ con làm mướn. Ba mẹ làm mướn ha. Rồi, vậy là ba mẹ làm mướn rồi thu nhập cao không? Cũng ít ha. Mình phải buôn trải gì để phụ thiếp thêm cho cha mẹ ha. Lại lên đây rồi chị muốn nhà trọ tháng nhiêu em? Tháng 2 triệu ha. À, tại ngay chỗ đó nhà trọ cũng cao ha. Rồi như vậy thì bắt đầu em đi bán là mấy giờ? Dạ có 3-4 giờ em đi rồi. Ờ, 3-4 giờ. 3-4 giờ tối là... Ủa, 3-4 giờ chiều là em đi. Rồi tới mấy giờ em về? 10 giờ. 10 giờ là bữa đó là về sớm nhất hả? Rồi mà về trễ là mấy giờ? 12 giờ vậy? Vậy? 11 giờ hay 12 giờ vậy? 11 giờ 12 giờ hả? Rồi em đi về bằng cái gì? Dạ bắt xe ôm em về. Ờ, từ ở thành phố Đà Lạt này mà bắt xe ôm về tới chỗ em là bao nhiêu tiền? Được 100. 100 ngàn. Trời ơi, bán lời được 200 mà đi xe ôm hết 100 rồi. Hả? Rồi như vậy thì ban ngày thì mình đi lên đi xe buýt chắc 20 ngàn à, phải không? Xe buýt là đi lên 20 ngàn phải không? Rồi em giống như là em thường bán ở đây không? Hay là... Ngày nào cũng biến ở đây. Vậy? Ngày nào cũng biến ở đây hết. Ngày nào cũng ngồi ở đây hết ha. Rồi lúc trước á, em còn ở dưới Cà Mau á, là em có đi học gì không? Hả? Từ nhỏ lớn có đi học không? Không đi học luôn. Vậy là em không biết chữ luôn hả? Rồi em tính là bán đậu phộng gì hoài luôn hay sao? Em có thích cái nghề gì không hay là thích làm công việc gì không hay là thích bán đậu phộng thôi? Vậy? Bán đậu phộng hả? Rồi em có thích nghề gì không? Hả? Không hả? Rồi sao mà em xé cái đó hoài vậy? Hả? Có gì đâu, mình cái này là em
em tự bỏ công sức lao động mình ra mình bán mà có gì đâu ngại đâu. Thì anh cũng tình cờ đi lên đây ha, là hiếm lắm, lâu lắm là anh mới lên một lần ha. Từ lúc giờ trong cuộc đời anh lên đây lần này nữa là lần thứ hai rồi. À, lâu lâu anh mới lên, còn cái này là em lao động chân chính mà mình bán đồ phộng rồi chứ đâu có gì đâu mà em mắc cỡ. À, không, mình bán mà. Rồi hỏi em nè, rồi mình bán vậy có khi nào bị ới không? Không không, ý là một bữa nào mà hết sớm thì mình về sớm ha, còn bữa nào mà hết trễ thì mình về trễ chứ không có vụ ới ha. Ờ, gì cũng được. Rồi đậu này là em luộc hay là mẹ em luộc? Em tự luộc luôn. Trời ơi, vậy đậu này là em mua đậu phộng sống hả? À, vậy em mua đậu phộng sống một ký bao nhiêu tiền? Ký 70. Ký 70. À, mà một ngày em luộc được bao nhiêu ký đậu phộng sống? 15 ký. Vậy 15 ký. 15 ký hả? Rồi tự em về em luộc luôn. À, em rửa xong rồi em luộc. Rồi luộc đó có bỏ gì vô không em? Bỏ muối vô. Bỏ muối vô hả? Rồi bao lâu nó chín? 2-3 tiếng mới chín rồi. Vậy? 1-2 tiếng mới chín rồi. À, 1 tiếng 2 tiếng mới chín. Rồi sao mà mình biết chín? Để mình ăn thử hột thôi. À, ăn thử ha. Rồi em luộc bằng củi hay là bằng bếp ga? Bằng bếp ga. Bếp ga hả? Rồi bao lâu mới hết một cái bình ga? 2 bình. Vậy? 2 bình. Sao? 2 bình. Mấy ngày mới hết một bình ga? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Rồi hồi sáng giờ có ăn uống gì chưa hả? Thấy em giống như là em mắc cỡ ngại phải không? Cũng có gì đâu ngại em, mình lao động chân chính mà có gì đâu ngại. Mình đâu có làm gì ấy đâu, mình bán cái này cũng là mình lao động mà có gì đâu. Rồi hồi sớm giờ em bán được bao nhiêu như bạch rồi? Có mấy bạch rồi? Còn nhiêu? Còn 12 bạch. 12 bạch, vậy là bán có 8 bạch rồi hả? Trời ơi, 3 giờ chiều tới giờ bán được có 8 bạch rồi. À, mà anh thấy từ giờ đó là em bán, thấy em là không có mời ai hết á. Mình bán này kia mình phải mời lên em, người ta mới mua ủng hộ mình. Chứ anh thấy em bán em không có mời ai hết á. Hả? À, có khi nào mời ai không? Có mời em nói sao hả anh trai? À, ví dụ mình bán đậu mình mời người ta mình nói sao kia? Con muốn hộ cho con. À, rồi em tên gì? Cái gì em không biết tên luôn hả? Rồi em nhiêu tuổi? 14 mà em không biết tên em luôn. Rồi, mà anh nói thiệt nè, giống như là em có, anh xin lỗi trước ha, mình có được cảm thấy mình bình thường không hay là hay quên hay nhớ hả anh trai? Em thấy là em có bình thường không hay là hay quên hay nhớ? Hay quên hay nhớ hả? Thì là em có cái dạng mình có khi nào em đi lạc luôn không, cái từ gì không? Không không, mà tên mình không nhớ luôn, tuổi thì biết mà tên không biết luôn. Trời ơi, ngộ thật á. Một bịch 20.000 ha. Giờ bán được có 8 bịch à. Rồi ngồi gì lạnh không? Hả? Không lạnh hả? Ở đây bữa nay ở Đà Lạt này hôm nay chắc này lạnh rơi luôn á, mà em mặc đồ sắt nách. Vậy tới mấy mùa kia lạnh không? Lạnh dữ không? Quen rồi phải không? Ờ, mình cũng quen rồi ha. Rồi em vô bịch đậu này nè, mình có căng không hay là mình vô mình nhắm chừng? Nhắm chừng là nhắm chừng hả? Nhắm chừng là nhắm chừng sao em hốt nắng hay là sao? Vô hai lon thì 20 được. Hai lon. Ờ, hai lon ha, cái lon sữa bò ha. Rồi ba má biết em đi bán đồ phộng ở đây không? Mình biết. Biết hả? Rồi ba má ở nhà thu nhập cao không? Cũng ít phải không? Đâu có đủ mà trong nhà có mình em mà hả? Trời, thấy bé tội ghê luôn, cái gì không dạ? Mới 14 tuổi hả? 14 tuổi à? Nó mưu sinh giữa cái thành phố phồn hoa ha, cái gì không dạ? Mọi người giấc này thì đang chơi ha, còn những người đi ngủ ha,
riêng em là phải mưu sinh cái nhất này, thì có sót cái sót thì có... Rồi sao em không nghĩ là em sắm chiếc xe gắn máy hay là xe đạp này kia đang chạy đi bán cho đỡ tốn tiền em hả? Sao hả? Xa hay sao? Chứ từ đây về Đức Trọng á, là em phải qua cái đèo đó thấy tối vắng tanh phải không? Rồi xe ôm nó là chắc anh đó quen với em hay gì mới ăn giá 100 ngàn đúng không? Hay là em đặt Grab? Dạ Grab. Đặt Grab mà. Tốt luôn cái gì không dạ? Bán đồ phòng hả? Ứng cái gì? Dạ 20 à? 20. Bán à, cỡ ghê luôn á, bán không có mờ ai hết á, ngồi im ru à. Anh bán anh khờ, anh ngồi im ru à, anh không có mờ ai hết á. Không, không, có những người đi ngang á, mà thấy ảnh im ru à. Thấy ảnh mấy khách du lịch đi ngang á, thấy anh ngồi im ru à, anh không có mờ gì hết á. Bây giờ còn minh mông là bán hồi sáng tới giờ mà được có 8 bịch rồi, bán hồi chiều, 3 giờ tới giờ. Ê, tội ghê luôn cái gì cũng vậy. Thôi thì hôm nay anh quay em ha. Thì hôm nay anh em mình cũng có duyên thấy không? Thì anh gửi em là 50 ngàn để hỗ trợ cho em tiền đi xe ôm về ha. Còn nữa cảm ơn quý vị tất khán giả ha, đã ủng hộ kênh của em ha. Thì hôm nay thì cũng tình cờ em lên thành phố Đà Lạt. Dự định là sẽ quay những cái hay hơn cho quý vị khán giả xem. Nhưng mà hôm nay thì giấc này là cũng gần 11 giờ tối rồi quý vị khán giả. Em nhìn thấy cái bé này 14 tuổi. Em này thì dạng là mình nhìn thấy là cũng là không có được thông minh giống như mọi người. Với khán giả biết tuổi không biết tên. Thì cái video em tới đây cũng kết thúc ha. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả thấy hay, nhớ like share để cho quý vị em lan tỏa để em tiếp tục hành trình ở trên Đà Lạt vài ngày nữa, gửi tới những video hay hơn cho quý vị khán giả xem. Một nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả có một ngày vui vẻ tràn đầy sức khỏe, làm ăn phát tài. Anh trai ơi, bye bye. Rồi cảm ơn em ha.